dành một tràng pháo tay dành cho khán giả Bình Phương, người đã dự đoán chính xác trận đấu giữa Trần Đại Marathon và cao thủ Đức Quốc Thủy Phù ở vòng đấu trước. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những diễn biến của trận đấu thứ hai trong buổi tối ngày nay ở khuôn khổ bảng B giải bóng đá 8 đội mạnh nhất giữa cao thủ 18 Hà Định và cao thủ Thanh Bình FC, thì cơ hội vẫn còn cho cao thủ Thanh Bình, đặc biệt là 18 Hà Định. Chúng ta sẽ được biết sau trận đấu này còn 10 giờ thì cuộc số 2 cũng đã được bắt đầu. Kể cả Thanh Bình FC cũng như 18 Hà Định, họ đều đã có những sự thành công nhất định. Cơ hội bóng đi ra ngoài rất thoáng cho cầu thủ trẻ Thạch Nê Ma, bóng đi lên trời. Đó là cú sút điểm thứ hai của Thạch Nê Ma. Lên bóng dành cho Tấn Xanh. Lỗi của Thạch Nê Ma. Chắc chắn là trọng tài cũng sẽ có những sự nhắc nhở với tình huống phạm lỗi vừa rồi. Tấn Xanh, Thạch Nê Ma. Thứ 8 Phát Hoa sẽ là người thực hiện quả đáp phạt. Cú thẳng rất nguy hiểm. Như vậy là số 8 của cầu thủ Thanh Bình FC đã mở tỷ số ở trên tình huống cố định 1-0. Cú dứt điểm rất khó chịu. Vừa rồi thì thôi, anh Phan Đức Sang cũng đã bị bất ngờ khi trước nó bóng đã chạm vào một người đồng đội và khiến cho nó đổi hướng. Tuy nhiên góc sút của số 18 Văn Hoàng là rất điểm để mở tỷ số. Văn Hoàng lỗi rồi. Bàn kích rất may là Văn Sang đã kịp tác động bóng. Tuấn Vinh người nhanh hơn là Bi Cường. Sau đó thì Tuấn bóng vẫn còn trong cuộc chơi. Tấn Xanh đây rồi, hơi với. Rất đáng tiếc. Phạm Kính pha lấy bóng khá hay. Còn đây là Tuấn Vinh. 3 đấu 2 cho 18 Hà Đình. Tuấn Vinh, Lâm Minh Tú. Một đầu và người gỡ hòa đó là Thanh Maruda. Dâng lên rất nhanh ở cánh phải của Tuấn Vinh. Và rồi Lâm Minh Tú và người kết thúc. Không ai khác chính là đội trưởng Thanh Maruda. Một đều và gần đến hơn 20 phút 25 phút thì các cầu thủ của hai đội mới có bàn thắng vào lưới bùa đầu. Nhưng đó là một bàn thắng đầy cảm xúc khi mà các cầu thủ áo vàng đã phản công quá nhanh. Chà bóng tới lại là Phạm Kính đây rồi, vẫn còn một loạt những tình huống của cầu thủ Thanh Bình FC. Cú phải nhấn chính rất khó chịu, lại là Thanh Maruda chân trái bóng vượt xa ngang. Sắp đánh tiếp cho đội trưởng Hà Đấu Ba, Lâm Minh Tú, Thanh Maruda chuyển lại sửa lưng rồi. Rất đáng tiếc, nói như một màn đáp lễ phổ thông của tôi. Thanh Maruda, nhưng đã có tiếng còi. Trọng tài đã cất còi và sẽ có một chiếc thẻ vàng được rút ra. Lỗi rồi. Người bị phạm lỗi đó là số 7. Cú chờ bóng đánh đâu, bóng tìm đến xa ngang của khung thành Van der Sang. Xanh đợi rồi, Hòa Đức chuyền bóng cho Tấn Tiếp có vào. Thủ thành Van der Sang rõ ràng là họ đã tỏ ra khá cẩn trọng. Thành Van đã bóng đi rất mạnh nhưng chạy khung thành. Lần này thì cú sút điểm cầm xuyên suốt trận đấu này. Lỗi rồi, sẽ có chiếc thẻ vàng được rút ra. Cả bóng của Lâm Gia Đề nhưng vẫn là 18 mà đã bị quyết. Sút ngay của Quang Tuấn.
sẽ tiếp đón cầu thủ huấn luyện viên Phùng. Đội bóng đang đứng đầu bảng Nguyên và người ghi bàn đó là Minh Hoài. Hiệu suất ghi bàn rất tốt dành cho cầu thủ này. Hai trận đấu và hai bàn thắng cho 18 bạn đồng đội. Và có vẻ như đây là một bàn thắng cực kỳ quan trọng. Với mở tỷ số cho giải đấu này từ các cầu thủ áo vàng và dường như vừa có ba là bàn quan trọng để có 3 điểm cho 18 bàn không khi thời gian không còn nhiều. Và Thanh Bình FC sẽ quay trở về để tự đón ra hàng team Minh Hoài. Ngã rồi. Và phòng ngự co lỗi của trung vệ Trần Đức. Chúng ta cùng chờ xem là trọng tài sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Trọng tài Thanh Vũ cũng đang chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ vàng trong tay và được rút ra dành cho trung vệ Trần Đức. Nhưng điều quan trọng là cao thủ Thanh Bình FC cảm thấy may mắn khi đó là một pha bóng phạm lỗi ở ngoài vòng cấm. Và cùng chờ xem một hàng rào bốn cầu thủ mới nhảy bóng bật hàng rào. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Thanh Bình FC họ đã đánh mất điểm số quan trọng ở những phút cuối cùng, trong khi đó thì cao thủ 18 Hoàng Định đã xuất sắc để có được 3 điểm quý như vàng để có mặt ở trên top đầu bảng xếp hạng của bảng B cho giải bóng đá 8/7 xin phút một cho tất cả 2020 với tỷ số chung cuộc là 2-1.